Hương à, anh tặng em nè. Hoa đẹp quá. Cảm ơn anh. Anh thấy em không được vui hả? Bữa nay là ngày kỷ niệm hai đứa mình quen nhau mà, đáng lẽ ra em phải vui mới đúng chứ. Em cũng muốn vui lắm, nhưng cuộc sống đâu theo ý mình được. Hương à, em nói vậy là sao? Bộ em có chuyện gì giấu anh hả? Đúng vậy, ba mẹ em gả em cho một người nước ngoài. Thiệt hả? Rồi em chịu sao? Hương à, chẳng lẽ hôm nay em hẹn anh ra đây, rồi em nói những lời chia tay với anh? Đúng vậy, tuần tới em sẽ theo anh ấy đi Paris rồi. Em xin lỗi anh. Hương à, em đừng bỏ anh nha. Nhất định anh sẽ làm kiếm thật nhiều tiền để anh lo cho em và lo cho ba mẹ em. Nhưng mà ba mẹ của em đã già rồi, liệu họ có chờ nổi không? Có chờ anh thành công nổi không? Em xin lỗi anh. Em mong anh hãy thông cảm và hiểu cho hoàn cảnh của em, và chấp nhận lời chia tay này. Không có em thì anh cũng sẽ có người khác, nhưng ba mẹ em thì chỉ có một. Họ cần em báo hiếu cho họ. Em không thể làm cho họ buồn. Em xin lỗi. Anh không thể sống thiếu em được. Có phải em tìm cái này không? Cái này của em. Trời ơi, mừng quá, em tưởng mất rồi. Em kiểm tra lại coi có mất mát gì không. Con hạt giấy. Chỉ là một con hạt giấy bình thường thôi. Sao anh thấy em có vẻ quan trọng quá vậy? Đối với người khác á, nó là bình thường, nhưng đối với em thì nó rất là quan trọng. Vì đó là ước mơ của em. Nếu mà ai đó mà gấp được 1.000 con hạt giấy thì những ước mơ nó sẽ trở thành hiện thực, và em
đang chờ điều đó. Em cảm ơn anh đã nhặt lại. Hôm nay anh xin em một điều ước. Chào em. Hôm nay anh đã gấp được 1.000 của hạt giấy. Anh muốn ước một điều. Điều ước? Ước gì? Anh ước được hẹn hò cùng em. Cái này của anh hả? À, đúng vậy. Hương à, anh muốn nói với em một điều. Đó là hãy làm người yêu của anh nha. Ai bảo mày nghèo? Nghèo không phải là một cái tội. Cái tội là mày quá nghèo. Sao? Em đừng bỏ anh. Mày sao vậy Lộc? Tao không hiểu. Vì một người con gái xem thường mày, thay vì người ta phấn đấu, để người con gái đó phải hối hận, hối tiếc. Làm sao mày hiểu được tình yêu? Khi nào mày yếu đi rồi mày sẽ biết. Mày nghĩ trên thế giới này có mình mày yêu hả? Tao cũng đã từng yêu, và tao cũng đã từng thất tình. Nhưng mà tao không giống như mày. Lũy tình. Mày không còn là thằng Lộc mà năm xưa tao từng biết. Phi, ngồi đi. À, ngồi. Tao có việc nên để mày đợi lâu. Ờ, thiệt ngại với mày quá. Tao... Dạ anh Dung. À, gì ạ? Em trên ly giống vậy. Cảm ơn anh. Bây giờ thì mày ký giùm tao cái hợp đồng này đi. À. Dạ em mời anh. À, cảm ơn em. Thế
Thấy mày thành công như vậy tao rất là vui. Mày nói như vậy ý là sao? Nhưng mà có một người sẽ vui hơn nữa. Sao tự nhiên mày nhắc tới Hương? Không có gì, chỉ là buồn miệng thôi. Hay là có chuyện gì mày giấu tao đúng không? Mày có nhớ lúc mà Hương chia tay mày rồi Hương bỏ đi nước ngoài không? Tao nhớ. Hương có đến tìm tao. Nhưng Hương đến tìm mày để làm gì? Cô ấy nói gì với mày? Ủa Hương, ủa sao Hương lại thôi Hương vào nhà đi. Mình thấy tâm trạng của Hương hôm nay không được vui. Hương đang có chuyện gì đúng không? Hương cứ nói. Hương đừng ngại. Hương tới, Hương kể cho bạn nghe câu chuyện là chuyện của Hương với anh Lộc. Tại sao em lại bỏ anh? Anh đi chơi chung với ba đứa, đi theo ảnh, khuyên ảnh cho ảnh cố gắng làm ăn nha anh. Chứ bệnh của Hương, Hương biết là bệnh của Hương không có trị được đâu. Phi, giữ bí mật này cho Hương nha. Năn nỉ luôn á, giữ bí mật này cho Hương nha. Được rồi, Phi sẽ làm theo ý của Hương. Nhưng vì sao Hương phải làm như vậy? Giấu bí mật cho Hương nha. Làm ơn giấu bí mật cho Hương nha. Được rồi, Hương yên tâm, Phi hứa mà. Thật ra Hương không phải đi nước ngoài. Tất cả số tiền mà trong tài khoản của mày có được, mày tưởng số tiền đó là của tao cho mày mượn hả? Không phải đâu, tất cả đều là của Hương đó. Mày có biết tất cả các hợp đồng mà mày ký được là do ai không? Là do Hương hết đó. Mày có biết là Hương rất thương mày, rất yêu mày, nhưng vì Hương không muốn mày nghèo khổ, Hương đã nhờ tao đứng sau tất cả mọi chuyện.
Thật ra là Hương không có đi nước ngoài, mà là tôi đi trước. Bà chuẩn bị trái cây xong chưa vậy bà? Tranh thủ đi sớm về sớm. Xong rồi, em xong rồi. Mình đi thôi. Thoáng một cái là đã tới giỗ lần thứ 5 của con gái rồi. Nó là một đứa hiền lành mà sao đoản mệnh quá. Ông à, ông lại nhớ con gái nữa hả? Dù sao cũng 5 năm rồi, nay đám giỗ con mình, vợ chồng mình ra mộ thăm con nha ông. Để mưa gió tới rồi ảnh hưởng sức khỏe của ông nữa đó. Tôi biết rồi. Cô chào hai bác. Con về rồi hả? Hai bác luôn mong con mà không dám nói. Hai bác rất xin lỗi con về chuyện này. Đúng ra hai bác không nên giấu con về cái chết của em Hương. Nhưng đó là tâm nguyện của em, nên hai bác cũng đành phải giấu con. Mong con đừng buồn và hiểu cho hai bác. Con thưa hai bác, trước đây Hương đòi chia tay với con. Lúc đó con đau khổ lắm, con chỉ biết lấy bia rượu để giải sầu. Rất tiếc là con không tìm hiểu rõ nguyên nhân, nhưng cho đến ngày hôm nay thì con mới hiểu. Con hiểu được như vậy hai bác rất là mừng. Nếu ở suối vàng Hương biết được, con hiểu và không trách Hương, chắc Hương nó mừng lắm. Hai bác cũng nhớ con, không ngờ lại được gặp con ngày hôm nay, hai bác rất là vui. Thôi, dù sao á thì em nó cũng an nghỉ rồi, con đừng đau lòng nữa. Hai vợ chồng bác cũng mừng cho con đã thành đạt, cố gắng nha con. Con biết bây giờ Hương không còn ở bên cạnh hai bác nữa. Con xin hai bác hãy cho con thực hiện ước nguyện của Hương cũng như là của con, được chăm sóc hai bác. Con xin hai bác hãy nhận con làm con và cho phép con được gọi hai tiếng là ba và má. Chỉ có như vậy thì Hương mới an lòng.
Ông à, nhận nó làm con trai mình đi. Con cảm ơn ba má.